Xin chào mừng toàn thể tất cả các bác đến với kênh YouTube của Hoàng Nam Audio. Ở clip này hôm nay em lên sóng để giới thiệu cho toàn thể tất cả các bác một cặp loa vô cùng xinh xắn và không kém phần đẳng cấp của dòng RX. Vâng, đây là trước mặt toàn thể tất cả các bác, đây là dòng JBL RX 7 series, RX 712. Đây là một trong những dòng được đánh giá rất là cao về chất âm nó mang lại. Sử dụng một bát 30 và một kèn toàn bộ là từ neo. Trong tình trạng phải nói là rất là đẹp. Và tất cả mọi thứ em đã tháo nội thất ruột gan ra rồi. Và sau đây em xin phép đi vào chi tiết để các bác có thể nắm rõ hơn về chi tiết của cặp loa 712M này. Đầu tiên thì có thể thấy là đây là một họng kèn và em đã tháo côn tép ra rồi. Đây, côn tép của nó đây thì em sẽ quay chi tiết để các bác có thể nắm rõ được chi tiết về tình trạng cũng như là vẻ đẹp của cặp loa này. Thì mọi thứ là bao zin nguyên bản cho toàn thể tất cả các bác nhé. Sử dụng củ tép là 2431H made in USA. Vâng, thấy rất đẹp. Còn đây là củ tự, phải nói là sáng trưng, nội thất long lanh luôn, rất là đẹp. Họng gan còn đây là củ bát, các bác này. Đời bát USA này, các bác nhìn cuốn keo, keo sữa rất là đẹp, nhẹ bằng tắp màng, các bác xương rất là đẹp, các bác nhé. Sử dụng củ là 2262HPL. Quay góc bên này cho các bác nhìn này. Rất là đẹp. Chúng ta sẽ đi vào nội thất bên trong. Một số đồ gà này. Rất là mới. Phần tận này, phần tận này. Trên này thùng rất là bé nhưng mà phần tận rất là khủng, vì vậy các bạn cũng có thể thấy được rằng chất âm của nó mang lại tại sao nó lại hay như vậy, vô cùng xinh xắn luôn. Đây, tiếp theo chúng ta sẽ đến quả thứ hai, 2262HPL xương. Mọi thứ đều được em bao zin cho toàn thể các bác nhé. Hai bốn ba một h made in US đây. Phân tần. Về đánh giá thì em phải nói là đôi loa này thể hiện đối với em rất là ấn tượng. Nó mang một chất âm phải nói là rất là hay. Cái độ sáng của tép nó nâng cho bản nhạc tí tách và lời ca rất là trong trẻo.
Và bát 30 là một trong những dòng bát mà được đánh giá rất là cao trong phân khúc gia đình. Nó mang lại cái chất âm ở một không gian vừa phải, sẽ ấm áp và mềm mại hơn. Vâng, thì mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ Hoàng Nam Audio qua số điện thoại 077-922-8891 để em có thể được tư vấn, gửi hình ảnh chi tiết về cặp loa 712M này cho toàn thể các bác nhé. Vâng, các bác hãy cho Hoàng Nam Audio một like nếu các bác yêu thích video này. Và các bác bấm vào nút đăng ký kênh, bấm nút chuông để theo dõi video clip về những sản phẩm cập bến sắp tới của bên Hoàng Nam Audio. Bây giờ em xin chào, hẹn gặp lại toàn thể các bác nhé. Cảm ơn toàn thể các bác đã theo dõi, ủng hộ Hoàng Nam Audio trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể tất cả các bác ạ.